Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đạp xe có làm giảm sinh lý nữ? Rất nhiều luồng ý kiến cho rằng đạp xe có thể làm giảm sinh lý nữ. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào? Sau đây là những lý giải từ chuyên gia. Ở nữ giới, bộ phận chịu tác động nhiều nhất khi đạp xe là vùng xương chậu. Khu vực này bao gồm cả bộ phận sinh dục và hậu môn. Các động tác chuyển động mạnh trong quá trình đạp xe có thể khiến vùng xương chậu cọ sát nhiều với yên xe, làm giảm phần nhạy cảm ở bộ phận sinh dục của nữ giới. Trường hợp nặng có thể dẫn đến giảm cảm giác ham muốn. Ngoài ra, sự chèn ép lâu của yên xe đạp có thể gây tổn thương dây thần kinh thẹn ở ngay phía dưới. Đây là nơi cung cấp thần kinh cho toàn bộ hệ thống cơ quan sinh dục của nam và nữ giới. Tuy nhiên, những tác hại của việc đạp xe như trên chỉ gặp khi đạp xe quá nhiều hoặc đạp xe không đúng cách. Với trường hợp đạp xe khoa học điều độ, chọn lại xe phù hợp vẫn mang lại những giá trị nhất định với sức khỏe. Để giảm các tác hại, sau mỗi lần đạp xe, chị em không ngồi trên xe quá lâu, không ngồi trên yên xe quá nóng, nên chọn loại yên xe có thiết kế yên ngồi mềm, bằng phẳng, đủ diện tích tiếp xúc với vùng chậu hông. Nên chọn xe có kiểu dáng kích thước xe phù hợp với cơ thể, tránh để tình trạng xe quá cao hoặc quá thấp khiến cho bộ phận sinh dục bị cọ sát tì ép nhiều. Khi đạp xe không chọn trang phục quá nóng, chật trội, bó sát người, trường hợp người đi xe đạp có dấu hiệu bất thường nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời. Đạp xe có gây rối loạn cương dương? Nhiều người nói đạp xe nhiều gây dây thần kinh vùng kín bị chèn ép dẫn đến rối loạn cương. Điều này có đúng hay không? Đạp xe với cường độ cao trong thời gian dài, đặc biệt là xe có yên nhỏ có thể gây hại đến vùng kín do tì đè vào tầng sinh môn. Sự chèn ép này sẽ gây tổn thương dây thần kinh thẹn, nơi cung cấp thần kinh cho toàn bộ hệ thống cơ quan sinh dục của nam và nữ giới. Bạn có nguy cơ bị chấn thương hoặc tê bì do đạp xe lâu hoặc liên tục trong thời gian dài. Bệnh không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng nhưng có thể cản trở đời sống sinh hoạt vợ chồng, gây chán nản và tự ti. Nếu kéo dài, nam giới có nguy cơ liệt dương, vô sinh hiếm muộn. Một nghiên cứu trên tạp chí European Urology năm 2005 cho biết đạp xe có thể dẫn đến một số chấn thương đối với hệ thống niệu sinh dục, trong đó tê cơ quan sinh dục là phổ biến nhất, chiếm khoảng 50-91% người đi xe đạp, 13-24% người bị rối loạn cương dương, nhiều trường hợp bị tiểu máu, xoắn thần kinh, viêm tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, những tác hại của việc đạp xe như trên chỉ gặp khi đạp xe quá nhiều hoặc đạp xe không đúng cách. Với trường hợp đạp xe khoa học điều độ và chọn loại xe phù hợp thì vẫn mang lại những giá trị nhất định đối với sức khỏe. Những người mắc bệnh lý về tim mạch, cơ xương khớp nặng, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương nặng cũng không nên đạp xe quá nhiều. Ngồi trên yên xe quá lâu cũng không tốt, nên chọn loại yên xe có thiết kế yên ngồi mềm, bằng phẳng, đủ diện tích tiếp xúc với vùng chậu và hông. Nên chọn kiểu dáng kích thước của xe phù hợp với cơ thể, tránh để tình trạng xe quá cao hoặc quá thấp khiến cho bộ phận sinh dục bị cọ sát, tì ép nhiều. Thực tế thì không thể phủ nhận được những lợi ích của việc đạp xe đối với sức khỏe của mọi người. Như đi xe đạp giúp giảm nguy cơ ung thư, giúp giảm đau. Những hoạt động thể chất như chạy bộ hay đạp xe có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, trong đó có ung thư. Các nghiên cứu cho thấy những người có hoạt động thể chất từ vừa phải đến cường độ cao trong giai đoạn đầu và trung niên ít nguy cơ bị ung thư hơn người ít vận động. Đạp xe là bài tập thư giãn cơ bắp và rất tốt trong việc giải tỏa các vấn đề tâm lý, cơn đau do stress. Đi xe đạp giúp ổn định tâm lý cho trẻ em và giảm đau hiệu quả ở người lớn. Tác dụng của đạp xe trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần. Theo các nghiên cứu cho thấy, những người có cuộc sống năng động có số điểm sức khỏe tinh thần cao hơn 32% so với những người không thường hoạt động. Điều đó chứng tỏ việc tập luyện giúp thúc đẩy tinh thần của bạn. Đây là cách bạn phóng thích adrenaline và endorphin ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, tập luyện cũng giúp bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi đạt được những kỹ năng và mục tiêu mới. Đạp xe là việc kết hợp giữa tập luyện ngoài trời, cùng với đó là khám phá những khu vực mới. Bạn có thể đạp xe một mình để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, nhưng cũng có thể đạp xe cùng với những người bạn để mở rộng mối quan hệ cũng như gắn kết tốt hơn với những người chung sở thích. Tác dụng của đạp xe giúp giảm tác động lên các khớp, giảm nguy cơ chấn thương chân. Khi bạn chạy bộ, các khớp chân sẽ phải chịu hoàn toàn trọng lượng của cơ thể. Sự tác động trong thời gian dài có thể dẫn tới các chấn thương. Trong khi đó, nếu bạn đạp xe, trọng lượng của cơ thể lúc này sẽ do cơ đùi trước và cơ đùi sau chịu trách nhiệm. Các khớp gối,
khớp cổ chân sẽ được giảm áp lực đi tương đối nhiều. Các nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm so sánh nguy cơ tổn thương cơ bắp giữa hai nhóm người chạy bộ và đạp xe thường xuyên. Họ nhận thấy nhóm người chạy bộ có nguy cơ tổn thương cơ bắp nhiều hơn từ 133 đến 134% và đau nhức cơ bắp cao hơn 87% so với người đạp xe đạp.